xin giới thiệu văn phòng nha khoa tổng quát gia đình và thẩm mỹ với bác sĩ Cao Song Dũng, đã phục vụ đồng hương tại vùng vịnh trên 10 năm qua. Bác sĩ Cao Song Dũng tốt nghiệp tại University of San Francisco. Văn phòng rất khang trang, có những khám răng định kỳ cho người lớn và trẻ em, trám răng tiệp màu, lấy gân máu răng, bọc răng bằng porcelain và zirconia, nhổ răng cho niềng răng và nhổ răng khôn mọc ngầm hoặc lệch, niềng răng bằng Invisalign làm implant cứng chắc và các loại răng giả mềm dễ mang và dễ xài. Văn phòng bác sĩ nha khoa Cao Song Dũng tại 995 Montague Expressway, suite 120, thành phố Milpitas. Điện thoại 408 719 1111.